Ngày 20 tháng 9, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có báo cáo công bố về môi trường biển và việc khai thác sử dụng hải sản tại 4 tỉnh miền Trung, gồm có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Theo các cơ quan chức năng, thì những loại hải sản sống ở tầng nổi đã an toàn, nhưng nhiều loài ở tầng đáy thì vẫn còn nhiễm phenol. Tuy nhiên, thì việc các hải sản ở tầng nổi khai thác trong 20 hải lý có an toàn hay không thì lại đang là vấn đề mà nhiều người dân vẫn còn băn khoăn. Bán hải sản cả chục năm nay, chẳng mấy khi ế ẩm. Thế nhưng vài tháng trở lại đây, công việc của bà Nguyệt không được suôn sẻ cho lắm. Giảm ít nhất phải 50%. Cái giá thì sao? Cái giá cũng rẻ đi rất nhiều nhưng người ta vẫn không ăn. Ngày 20 tháng 9, theo báo cáo của Bộ Y tế, các loại hải sản như cá ngừ, cá thu, cá nục và các loại khác sống ở tầng nổi đã an toàn. Công bố của cơ quan chức năng là thế, nhưng với người dân, kết quả này vẫn làm họ băn khoăn. Thực ra người tiêu dùng người Việt Nam rất là kém về cái khoản mà gọi là biết về cái thông tin, cho nên là yêu cầu Bộ Y tế phải đưa ra một cái thông tin chính xác nhất. Trong khi đó, theo các chuyên gia về thủy hải sản, việc dựa vào tầng sinh sống để phân biệt hải sản đã an toàn hay chưa còn tồn tại nhiều bất cập. Đặc tính của các cái đối tượng hải sản ở trong vùng nước này có sự xáo trộn giữa cá nổi và cá đáy. Cho nên những cái nghề đánh bắt cá nổi thì cũng có thể là khai thác được cả cá đáy. Ngược lại các nghề khai thác cá đáy thì có thể đánh bắt được cá nổi. Chưa kể đến, việc khai thác trong vùng biển 20 hải lý trở vào chủ yếu là tàu thuyền nhỏ dưới 50 mã lực. Và để kiểm soát không phải là chuyện đơn giản. Mà hoạt động ở trong vùng biển ven bờ từ 20 hải lý trở vào thì chủ yếu là tàu thuyền nhỏ dưới 50 mã lực. Dưới 50 mã lực trở xuống. Và các cái tàu thanh thuyền này là ở cái vùng bãi ngang. Vì vậy việc kiểm soát của các cái nghề này rất là khó. Cho nên đây là một vấn đề mà yêu cầu Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế cần phải có những giải pháp rất chặt chẽ thì mới có thể là quản lý được cái sản phẩm này để đảm bảo an toàn cho người dân. Với những vùng biển nước cuộn gồm Hòn Sơn Dương thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Cửa Nhật Lệ thuộc tỉnh Quảng Bình và Hòn Sơn Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thì nồng độ các chất này khó có thể giảm. Và khó ai có thể khẳng định hàm lượng tồn dư các chất độc có trong hải sản tầng nổi ở các vùng biển này sẽ ít hơn tầng đáy. Thì cái vùng này nó bị ô nhiễm nặng hơn là vì do cái tính chất thấu rửa của nó là nó không được mạnh như các cái vùng khác. Vì vậy cho nên là cái thời gian mà để mà cho các cái dòng hải lưu tác động và làm thì là một cái quá trình tương đối lâu dài nếu không có sự tác động của cái khác. Sau 4 đến 5 tháng chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi hải sản tại 4 tỉnh miền Trung ăn được hay chưa, thì kết luận của cơ quan chức năng phần nào đã làm cho người dân bớt lo lắng. Thế nhưng, việc tồn tại nhiều bất cập trong báo cáo này cũng làm không ít người tiêu dùng, thậm chí là cả ngư dân, tiểu thương, hoang mang không kém.